Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học câu hỏi trả lời, vấn đáp, phỏng vấn à, cho cái tài liệu thông tư số 10 và thông tư 03 về mã số chức danh bác sĩ, à, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ để hỗ trợ các bạn ôn tập dự tuyển viên chức y tế, à, ôn vòng 2 à, môn chuyên môn nghiệp vụ theo hình thức vấn đáp phỏng vấn. À, các bạn có nhu cầu học trên phần mềm hình thức trách nhiệm chấm viên phần mềm phi lợi nhuận các môn à, hiển thị ở trên màn hình à, thì để các bạn dự tuyển viên chức y tế các bạn hãy kết nối zalo với thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo số điện thoại 0912 595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn sau khi các bạn kết nối zalo các bạn sẽ nhận được tin nhắn video bài giảng của thầy các bạn xem video bài giảng của thầy miễn phí à, các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn sau đó các bạn gõ à, giao thức http Số chéo chấu chéo hình thức trách nhiệm chấm viên. Chú ý là giao thức http dấu 2 chấm gạch chéo gạch chéo không có chữ S. Sau đó các bạn ấn enter thì nó xuất hiện cái giao diện như các bạn nhìn thấy trên màn hình là đúng. Nếu không xuất hiện cái giao diện như các bạn nhìn thấy là các bạn gõ sai. Cái cụm từ đầu tiên là giao thức, cụm thứ hai là tên phần mềm. của thầy. À, trong trường hợp các bạn gõ đúng rồi mà lại không xuất hiện cái giao diện như các bạn thấy trên màn hình là do trình duyệt trên máy tính của các bạn nó lưu sai cái địa chỉ rồi thì các bạn phải xóa lịch sử trình duyệt trên máy tính của các bạn sau đó các bạn sắt down Windows các bạn tắt nguồn điện máy tính rồi các bạn khởi động lại là được và xin lưu ý với các bạn là máy tính kết nối nội bộ của cơ quan thì người ta không cho phép đăng cập, đăng nhập các phần mềm khác vì vậy các bạn không học trên máy tính ở kết nối nội bộ của cơ quan các bạn phải học trên máy tính cá nhân của các bạn À, sau đó các bạn di chuyển con trỏ trong phía dưới à, đối với viên chức à, học vấn đáp Phỏng vấn vòng 2 thì các bạn chọn à, mục số 6 à, các bạn học kiến thức chung ôn dự tuyển viên chức thì các bạn chọn mục số 7 à, các bạn à, sau đó các bạn nhập mật khẩu và ký danh khi có ký danh mật khẩu các bạn phải bí mật vì sao lại bí mật người khác biết được đăng nhập phần mềm nó sẽ xung đột với các bạn các bạn không đăng nhập được vì vậy các bạn phải bí mật cái mật khẩu của mình khi các bạn à, được cấp à, các bạn vào trong phần mềm các bạn thấy à, khá nhiều tài liệu các bạn học để có kiến thức vượt qua kỳ thi và các bạn học để có kiến thức khi chúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn à, đây là ví dụ như các bạn cần à, học loại câu hỏi trách nhiệm thì các bạn chọn danh mục số 1 à, có bao nhiêu tài liệu đây các bạn sẽ lần lượt các bạn chọn theo yêu cầu của các bạn à, đạt được hai mục đích để có kiến thức vượt qua kỳ thi có kiến thức để khi chúng tuyển làm việc tốt hơn. À, và các bạn di chuyển xuống phía dưới, các bạn học câu hỏi phỏng vấn. À, vấn đáp thì các bạn chọn mục hai là mã này, có rất nhiều tài liệu cho các bạn chọn. Đó, thì các bạn học để có kiến thức vượt qua kỳ thi mà. À, như vậy là đối với câu hỏi phỏng vấn, thì nó có sẵn trên màn hình của thầy rồi, trong phần mềm rồi. Các bạn chỉ có học thôi. À, nó Thay vì các bạn phải đọc một cái tài liệu, thí dụ như là à, thông tư số 10 và thông tư 03, hạn à, các bạn thông các bạn lý thông tư 10 và thông tư 03 về chức danh nghề nghiệp à, bác sĩ bác sĩ học dự phòng y sĩ thì các bạn để con chó tại cái mục à, các các bạn cần đây thông tư 10 và thông tư 03 nhấn nút trái à, sau đó các bạn à, chờ cho máy tính nó lót dữ liệu lên thì các sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thấy thực hiện đề thi các bạn nhấn nút trái à, sau đó các bạn sẽ start và bắt đầu À, các bạn muốn kết kết thúc phiên làm việc coi à, như mình đã hoàn thành thì các bạn nhìn tay trái màn hình có chữ finish này các bạn nhấn nút trái vào finish xem như mình đã hoàn thành sau đó các bạn di chuyển xuống dưới các bạn thấy nội bài kết thúc này các bạn nhấn vào nội bài kết thúc sau đó các bạn đọc nội dung câu hỏi thì, của thầy đưa ra sau đó các bạn sẽ à, xem cái nội dung trả lời đó thì các thêm cái nội dung trả lời các bạn sẽ học vì đây là thầy chuẩn bị sẵn nha à. rất là tiện lợi rồi thì các thay vì các bạn phải đọc hai cái thông tư này rồi các bạn chưa hình dung ra được cái câu hỏi phỏng vấn vấn đáp nó sẽ hỏi cái gì đây vì các bạn được thi là trả lời 30 phút cho một cái đề thi trong cái đề thi nó có 2 đến 3 câu thậm chí 4 câu đó thì mỗi người thì mà chẳng hạn 4 câu thì 7 4 28 thì mỗi một câu các bạn có 27 phút đó, thì trong một đề chẳng hạn 4 câu thì 7428 các bạn có thêm 15 phút để chuẩn bị, tối đa 15 phút để chuẩn bị. Như vậy thi vấn đáp hay là phỏng vấn thì các bạn có 30 phút trả lời và có 10 tối đa 15 phút để các bạn chuẩn bị các ý gạch đầu dòng. Đó, thì các bạn thấy các bạn đã căn thời gian để các bạn trả lời cho đủ hết đủ hết tất cả các câu hỏi trong một cái đề các bạn bắt thăm được. Đó, ở đây thầy chuẩn bị sẵn rồi chỉ có việc vào học có thuận lợi rồi chứ các bạn đọc mình cái tài liệu thông tư 10 và thông tư 03 thì các bạn không biết cái thời lượng ừ, ngắt ra bao nhiêu là vừa cho một câu hỏi thì ở đây thầy chuẩn bị sẵn rồi Ê, mỗi một câu hỏi thì các bạn cả chuẩn bị nữa rồi các bạn trả lời thì tầm khoảng độ 5 phút ừ, đến 7 phút thì là hết một cái câu thì cái lượng kiến thức thì thầy đã chuẩn bị như thế là vừa đó các bạn thấy đấy À, các bạn đăng vào đây để học thôi Thì các bạn nội dung câu hỏi rồi Thầy chuẩn bị sẵn nội dung trả lời rồi Còn cái căn cứ vào đâu để trả lời câu hỏi đó Thì các bạn biết thì càng tốt Thí dụ như căn cứ khoảng 1 điều 6 Thì các bạn nhớ được cái căn cứ này Các bạn nói càng tốt còn không nhớ cũng chả sao Nhưng mà khi đang học ở nhà thì Vì sao nó đầy đúng Vì nó đúng như trong tài liệu Cho nên thầy phải trình bày khá đầy đủ vào đây cho các bạn biết Và khi là, là phải chọn tài liệu chuẩn mà thì như thế là khỏi phải uh, tranh luận nhau, đó. cho nên là thầy đưa vào đây để các bạn thấy là cái căn cứ vào đây là chính xác lắm rồi đúng rồi cứ thêm học thôi đó thì uh, rất là tiện lợi uh, chuẩn bị cho các bạn sẵn rồi uh, nội dung một câu hỏi thời lượng trong một câu hỏi thầy đã chuẩn bị sẵn này cũng rất là vừa với lại công tác phỏng vấn đó uh, thí dụ như là các bạn trả lời xong thì thầy giáo có thể hỏi thêm một câu thí dụ như là cái tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp uh, tiêu chuẩn 5 uh, là tôn trọng uh, quyền của người bệnh thì đây là cái nội dung đúng thì uh, các thầy hội thi có thể nói là bây giờ thầy uh, uh, tôn trọng quyền của người bệnh mà bây giờ lại là có một người này nói là tiêu chuẩn là phải kính trọng của người bệnh thì có được không? À, thì các em đó là cái câu hỏi phụ thì các em nói là không được uh, mà trong văn bản là phải là tôn trọng thôi đó À, tôn trọng quyền của người bệnh chứ à, còn kính trọng quyền của người bệnh thì nó không không hợp lý và nó không đúng như trong tài liệu hay là không ngừng học tập nâng cao trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ thì các thầy có thể hỏi xoáy một cái là thế bây giờ là luôn luôn học tập nâng cao trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ có được không? Đó. À, như vậy là theo cái, cái cứ theo văn bản mà trả lời thôi. Thì trong tài liệu nói là không ngừng thì bây giờ nói là nỗ lực học tập thì nó không đúng. Đó. Chẳng hạn như thế À, hay là à, ví dụ như là à, nắm chắc nắm vững à, nắm vững có được không à, ví, dụ, ví dụ như là hiểu biết chẳng hạn à, ví dụ như ở đây là nói là hiểu biết thì thay bằng là nắm vững đó thì rõ rõ ràng nắm vững thì yêu cầu cao hơn nhiều rồi, nhưng mà chỉ yêu cầu ở mức độ nắm hiểu biết thôi đó thì như vậy các thầy có thể xoáy thêm các câu hỏi phụ để khi các em trả lời đó, hay là, là là tận tụy thì nay là thay bằng là à, Ví dụ như tận tụy phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân Thì các thầy hỏi phụ thêm là à, Như vậy là có một bạn nói rằng là Nhiệt tình phục vụ sự nghiệp chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân Hay à, có phải là tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp không? Thì các em trả lời luôn là không phải Vì nó không đúng như trong tài liệu Trong tài liệu nói là tận tụy phục vụ uh, sự nghiệp chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân thì như vậy là các bạn là hiểu được vấn đề đó thì để nắm chắc thì ví dụ như phỏng vấn thì có thể hỏi thêm các cái câu mà trong cái nội dung đó thôi chứ không được người ra ngoài nội dung đó thế cho nên các bạn thấy là phần mềm hỗ trợ các bạn rất là tốt các bạn nên đăng nhập vào phần mềm để học các bạn muốn học lại cái mục này hoặc học cái mục khác các bạn kích chuột vào mục hai mã này để các bạn quay quay lui các bạn nút bảo mật cái mật khẩu của mình làm thế nào các bạn chỉ mũi tên chuột vào góc phải trên cùng màn hình có hình người để nhấn nó trái một lần sau đó các bạn chọn cái thoát để thoát ra khỏi phần mềm ứng dụng sau đó các bạn shut down Windows các bạn tắt nguồn điện máy tính để đảm bảo an toàn cho máy tính à, như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm và đặc biệt là giới thiệu về cái câu hỏi vấn đáp phỏng vấn cho các môn vòng 2 môn chuyên môn nghiệp vụ các bạn dự tuyển viên chức y tế các bạn có nhu cầu kết nối zalo với thầy giáo theo một trong hai số hiển thị trên màn hình các bạn xem video có thầy hay và bổ ích à, à, các bạn muốn nhận các video mới và xem video bài giảng theo từng mục thì các bạn chọn vào nút đăng ký kênh của thầy là các bạn sẽ đạt được cái mục đích đó chúc các bạn thành công